Hôm nay mình không có đi tiệm đồng mà mình lại mua được rất là nhiều món với giá có một đồng còn rẻ hơn tiệm đồng nữa. Tiệm một đồng bây giờ mình vô là ít nhất lần đồng 25 chứ không còn đồng nữa, còn lại là 2 đồng rưỡi, 3 đồng rưỡi là trong tiệm Dollarama đó hay là Dollar Tree. À, bữa nay mình đi tiệm Soke TV mình kiếm được có nhiều món cũng lạ lạ mà mình cảm thấy cũng cần. Thế mình mua tất cả những cái món này đều một đồng. Riêng cái để coi cái nào, cái này thì nó họ có một cái cứ một phát và là một một miếng ở trong đó thôi. Còn này phát 3 miếng, thay vì mình lấy 3 miếng mỗi miếng 1 đồng thì mình lấy miếng này là 3 đồng. Rồi nó là cái gì thì mình mở cho các bạn coi. Công nhận dịch khoảng 1,5 năm nay thì người ta đã nghĩ ra nhiều cái món để bán. Ở đây là như trong cái hình vẽ các bạn thấy nè, dành cho những người mà đeo kính như mình á, thì khi mình thở cái mình đeo khẩu trang mình thở thì cái hơi thở nó hay bay vô nó mờ kính khó chịu lắm. Thì cái này á là để mình kẹp lên phía phía trên của cái khẩu trang á, thì để cho không có bị mờ kiến, không có bị mờ kiến. Đây là 1 đồng, cũng đồng luôn, kéo đồng 3 cái bằng nhựa rất là mềm, rất là mềm luôn. Mình đeo khẩu trang rồi mình chụp cái này lên rồi mình đeo kiến lên mềm lắm. 1 đồng 3 miếng. Tiếp theo cũng liên quan tới khẩu trang, các bạn nhìn cái hình vẽ nè, là để mình điều chỉnh cái cởi dây á. Có nhiều khi có khẩu trang mà bằng may may mà nó không có cái nút để mà tăng đơ á, cái nút để mà mình điều chỉnh á, thì có khi mới thì nó chặt đau cái lỗ tai, mà khi cũ rồi nó lỏng nó lại bị tuột. Cho nên có cái này á, các bạn nhìn thấy cái hình nè đó, thì mình sẽ máng cái sợi dây này vô đây để mình chỉnh cái khẩu trang cho nó vừa với mình. Này hình như cũng bằng nhựa dẻo, trong đây gồm có 2 cái màu xanh 2 cái màu đỏ để mình máng vô thử. Đại khái là như vậy, khi mình đeo á mình máng nó vô, mình bán vô vậy. Thì có lẽ là cái sợi dây này, cái sợi dây nó không có bị vướng vô cổ lỗ tai của mình đó, các bạn thấy hay không đó. 2 cái sợi dây này nó sẽ có móc vô cái tai mình, tại vì thí dụ như các bạn đeo kiếng nè thì vừa kiếng là vừa cộng dây, rồi nhiều khi tóc tai rồi nhét vô lỗ tai nữa, nó hay bị sổ lên sổ xuống. Cái này mình thấy hay cho nên mua 1 đồng 4 cái, nhựa rất là dẻo luôn. Món tiếp theo là cũng 1 đồng luôn, khẩu trang trong suốt thì họ ghi là thoải mái khi dùng ha, giặt được, mình giặt được mình sử dụng lại được, không có đâu không có che cái trang điểm của mình, rồi nhẹ, rồi không có bị những cái nếp gấp á. Thì ở trong đây có 2 cái khẩu trang cũng 1 đồng luôn. Ồ, cái này cứng, mình nhìn cái hình mình tưởng đâu là nó mềm, mình tưởng nó là silicone nhưng mà nó cứng. Cứng vậy đeo nó đau cái mặt không biết, thử coi. Ô, bữa hôm thấy một cái cô nhân viên y tế của đeo thì phải, mình nhớ là mình có hỏi cô mua ở đâu. Ô, nhìn là tưởng silicone. Đây có 2 cây này vô rồi, cái này vô đây. Mình mới gắn, tại vì để trên trước cái màn hình để quay thì nó không có cái lực để gắn,
thì như cái hình vẽ y chang vậy đó, nguyên cái khi đeo vô mình cũng đeo thử thấy cũng được. Nói chung là ai điệu điệu mà muốn xô những cái trang điểm make up của mình ra thì đeo cái này thì được rồi, mình không có cảm thấy nó chặt hay nó bó cái lỗ tai gì trơn. Hai cái má lòi ra chỉ che mũi và miệng cũng được, nhưng mà tiếc là cái này nó hơi hơi cứng quá, nhưng mà mặc dù cứng nhưng mà cũng không cảm thấy là nó khó chịu cái gương mặt đâu. Tình đi dạo vô cái tiệm Showcase TV này có nhiều đồ nó lạ mà mắc cười thiệt á, công nhận mình không nghĩ tới là mình mua được mấy cái món đồ này luôn. Cái này là cái sợi dây đeo tay, à, trong đó có máng cái bình sanitize, cái bình mà để mình diệt khuẩn. Để coi sao đây, theo cái hình vẽ máng sao ta, ủa máng sao cả, ở đây có cái gì đây, à đây canh ồ cái này máng đây hả, có cái nắp. Ủa cái này khoan, từ từ nghiên cứu xíu nha. Dùng một tay xịt ra rồi đóng nắp lại. Họ bán một cái đồng nhưng cái hộp này hộp lớn ba cái ba màu, không biết là họ ghi là không độc mà mình không biết có độc hay không. Ở trong đây mình nhìn trong trong mình thấy có cái miếng gì á, không biết là cái miếng gì, không biết là cái miếng gì á. À, để coi, để mình đọc tí xíu nha. Để làm nóng cái miếng miếng này á thì mình sẽ đụng vào cái miếng mình đụng mình bẻ gì đó, để cái mình tách vô cái miếng kim loại ở phía trong nè. Rồi nó sẽ từ từ nó sẽ đổi màu, đổi cái màu rồi tùy theo cái điều kiện thì nó sẽ nóng từ 15 đến 60 phút. Cái túi này mình cũng có thể dùng dùng lạnh mình bằng cách mình để trong tủ mát chứ không phải là tủ tủ đông ha. Rồi mình làm nóng trở lại bằng cách mình luộc cái này cho đến khi mà cái nước nó trong trở lại như cũ. Mình bắt cái này mình luộc lên để cho khi nào mà nước nó trong lại như vậy nha. Mình lấy cái gói này ra khỏi cái nước và để cho nó nguội, rồi để ở trong cái để sẵn như vậy để khi mà mình có thể mình dùng. Như vậy là khi mà mình nghĩ khi mình đụng cái này nó sẽ đổi màu nó đục á, mình thử nha. Chưa thấy gì ta. Chưa thấy gì hết. Tay mình nóng rồi nè, nó cứng lên nè. Nóng. Mình mới bẻ cong cái miếng kim loại trong là bắt đầu nè, nó đổi màu. Trong khi cái này chưa nè, thấy không? Trong veo à. Cái tay mình nóng lên đó. Nóng lên mà cái miếng này nó không giống như gel, nó là cái gì cũng chẳng hiểu. Trong cái miếng cái hộp nó cũng chẳng nói là cái chất gì. Này bây giờ tay mình nóng lên rồi nè. Hai miếng đang nóng, còn miếng này chưa. Thử cái màu này coi. Cái miếng kim loại trong nó có mặt lõm mặt lồi, mình chỉ
bấm kia nó nghe cái click một cái. Hồi nãy mình bấm chưa quen, giờ bấm quen này, mình click cái đó, bắt đầu nóng lên. Cái này cũng hay, để trên giường ngủ của mình, lỡ mà có đau bụng gì cái mình có, mình xài liền. Mình bóp cái này bây giờ giống như cát mịn vậy đó, giống như cát mịn, nóng nóng lên luôn. Để mình để nhiệt độ thường thử coi là nó có trong trở lại hay không, hay là phải đem đi luộc. Nóng quá. Lẽ trong cái món đồ mình mua, mình thích cái món này nhất, thì bây giờ người cũng yếu rồi, lâu lâu cũng hay bị đau bụng, nhức mỏi, mình lấy cho nó nóng mình đắp lên vai, lên tay, chỗ nào mình đau mình nhức đắp lên, mà nó cũng nhỏ nhỏ nó tiện. Còn cái miếng mà mình mua ở nhà thuốc đó, nó hơi bự, cho nên mình để trên vai nó hay bị trượt ra, bị trượt ra đó. Miếng này nhỏ vừa nè,